Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại đó chính là LT9 Performance. Thì bên cạnh mình đây là anh Long. Anh gọi bây giờ anh có thể nói cho các bạn người xem biết là hiện tại anh đang làm chức vụ gì ở đây đúng không ạ? Xin chào các bạn, mình là Long. Thì nếu mà bạn nào mà chơi phân khối lớn thì chắc không lạ gì mình rồi. Thì mình là founder cũng như là sáng lập của cái LT9 Performance này. Và bây giờ thì là LT9 Esports. Đấy. Đấy, thế thì bây giờ anh có thể dẫn em vào một chút để anh giới thiệu qua về xưởng của anh được không ạ? Ok, đấy, mời mọi người vào đây. Thì đầu tiên em nhìn thấy con xe đấy, oách thế. Thì ở dưới tầng 1 thì bọn anh làm công tác về service phân khối lớn. Nghĩa là đây không có bán đồ chơi hay là tất cả bất kỳ một cái gì hết. Bọn anh chỉ tập trung về kỹ thuật thôi. Tức là bọn anh kiểu độ xe lên hay là... Không, chỉ là về service thôi. Có nghĩa là bảo dưỡng này, nâng cấp này, đại tu, trung tu, trùng tu. Đấy, tất cả mọi thứ liên quan đến máy móc, điện tử của xe phân khối lớn. Đấy, thì đây có thể thấy V4 này, R6 này rất là nhiều. Thì nhà anh thì tập trung chủ yếu những cái xe hiện đại nhất, mới nhất. Đấy. Công nhận thế, ở bên trong này đây mới là khu vực đây, là service. Bên trong này là khu vực service của bên anh. Đây là xưởng đây. Thế còn khu vực bên này là khu vực gì đây hả anh? Đây là máy dyno. Máy dyno là máy chuyên để đo công suất. Thì ngoài Harley Davidson Hà Nội thì bọn anh là đơn vị duy nhất tại miền Bắc có cái máy này. Nó để cho cái xe lên bàn để chạy công suất, sau đấy là tiến hành căn chỉnh cái thông số trong cái ECU của nó để ra cái xăng gió nó là tốt nhất. Đây thì còn đây là ba cái bàn bay làm việc của bọn anh. Đấy, bàn bay 1, bay 2 và bay 3. Em phải công nhận là xưởng của mình em bước vào phát. Đây, em không phải là một người thích chơi mô tô ấy gì nhá. Nhưng mà em bước vào xưởng phát là em thấy đây là một cái xưởng quá là đẳng cấp. Nhưng mà thực sự hôm nay anh em bảo là chúng mình là Hacom, chúng mình bán máy tính mà. Sợ dừng lại xem xe máy làm gì đúng không? Bây giờ mình cùng lên tầng 2 xem câu lạc bộ của anh nhá. Ừ, ok, đây. Thế anh có thể nói qua cho em một chút, đây là câu lạc bộ của anh đúng không? LT9 Esports. Nhưng mà thế câu lạc bộ của anh là về gì nhỉ? Em có thể nhìn qua em đoán được rồi nhưng mà em có thể nói là chủ đề nhưng rồi. Nhưng mà ban đầu mọi người nhìn thì có thể đây sẽ nghĩ là một kiểu như quán chơi game. Nhưng mà chơi game thì thay vì PlayStation hay là gì đấy thì người ta chơi game đua xe ô tô thôi, nhưng mà thực ra không phải. Câu lạc bộ của anh là hội tụ những cái người yêu thích lái xe, yêu thích chạy giả lập để nâng cao cái trải nghiệm lúc mà lái xe cũng như là lúc lái xe thật. Đấy. Cái môn này ấy, nó là esports chứ nó không phải là game. Đấy. Tức là đây là một kiểu gọi là dạng thể thao đúng điện tử. Nó là một dạng thể thao điện tử chứ nó không phải là một trò chơi đơn giản đâu anh em nhá. Ở đây là anh em có vẻ cũng rất là serious, rất là nghiêm túc đấy về đúng những cái trò ở chơi. Ở đây bọn anh có huấn luyện viên chuyên nghiệp, luyện tập rất là nghiêm túc. Hai nữa là cái này nó có những cái tính vật lý như là quy tắc của một cái xe thật, thậm chí là xe cầu trước, xe cầu sau, Lambo khác, Porsche khác, mà đường nóng, đường mềm, tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng. Mưa, đấy, thì nó là một cái môn để thi đấu. Đấy. Thế thì liệu rằng em biết là ở dưới thì là LT9 là performance, nhưng mà ở trên này tức là cái ý tưởng ở đâu ra, tức là cái nguồn cảm hứng của anh từ đâu ra mà có thể tạo ra được cái LT9 Esports này? Nguồn cảm hứng của anh thì nói chung là nó xuất phát từ cái chuyện là anh chơi ô tô thật. Đấy. Ừ, thì anh rất là thích chạy xe thật, nhưng mà không phải tối nào anh cũng vác xe lên Tam Đảo để anh chạy được. Thì một tuần thì được khoảng 3 lần thôi. Đấy. Còn các ngày còn lại thì anh làm gì thì anh mới nảy ra. Lúc đầu thì anh cũng chơi G29 thôi. Đấy, nhưng mà về sau là anh thấy nó chưa đáp ứng được nhu cầu. Anh so sánh với cả cái xe thật ấy thì anh thấy nó lột tả được cái kỹ năng lái cũng như là cái mô phỏng ấy cũng 1 9 1 10 so với cả xe thật. Nên anh bắt đầu là anh chơi dần, anh chơi một mình trước. Sau đấy thì là anh tạo dựng cộng đồng, thì đến bây giờ anh làm cái esports này. Thì xuất phát tất cả vẫn là từ xe thật hết. Nói chung là tất cả là những anh em nào mà đam mê những bộ môn này thì đa số đều là những người đam mê một lái xe thật. Nhưng mà họ có khả năng là họ không có kiểu thời gian hay là không có kiểu khoảng cách. Không, ở trong câu lạc bộ ấy thì cũng có rất nhiều bạn mà có xe thể thao thật, nhưng mà họ cũng chưa biết lái thế nào. Nghĩa là đi nó với như một cái phương tiện di chuyển bình thường thôi. Chưa đúng nghĩa là chạy thể thao. Đấy thì chạy thể thao nó như em biết ý, ngay cả phi công ấy, khi mà họ lái máy bay họ vẫn phải bay giả lập, gọi là bay sim ấy. Bay sim trước thì họ rất muốn cái tập cái môn này để làm sao sử dụng cái tài sản là cái xe thể thao của họ tốt hơn. Đấy là cái mà thi đấu nhất. Thì sau khi mà anh tập e-sport ý, ngoài chuyện khỏe người ra thì nó cải thiện cái kỹ năng lái xe cho anh rất là nhiều. Để lái được cái một bộ này đi thì em phải đạt những cái yêu cầu gì ấy nhỉ? Tức là để tham gia vào câu lạc bộ của mình ấy. Để tham gia thì trước mắt là
cho thời điểm hiện tại thì là cái phí tham dự của anh là 5 triệu một năm. 5 triệu đấy. Một năm. Và không có đóng lẻ. Bởi vì là cái môn này nếu mà không luyện tập thì cũng không thể chạy được. Nghĩa là em lên đây, thì em anh ơi cho em chơi 3 tiếng chẳng hạn, thì sau đấy là em sẽ nghĩ rất là sai về cái bộ môn eSports này. Nghĩa là em sẽ cảm thấy nó chán và nó không ý nghĩa gì cả. Nên tại sao là anh chỉ có gói member 1 năm thôi. Đấy, là trong 1 năm đấy thì bọn anh sẽ training, luyện tập làm sao để bảy những cái member chạy tốt lên. Đấy. Em hiểu ý của anh rồi, nó giống như kiểu là như là một câu lạc bộ kiểu đánh đấm hay gì đấy, một câu lạc bộ boxing gì đấy, phải có người luyện tập, người hướng dẫn thì mới có thể, đúng không? Chính xác. Chứ không thể nào mà đấm, ôi cho tôi đấm 3 giờ bị đấm vào mặt rất là chán, người ta không làm nữa. Đúng rồi, cũng không thể làm nào mà đấm vào bao cát mãi được. Đấy, thế thì ở nhà cho nó nhanh. Vâng, đúng rồi. Đấy, thế vậy là phí chi phí là 5 triệu, nhưng mà liệu rằng anh có gọi là phân biệt ra các tầm không? Tức là ví dụ như là có bộ này là bộ tầm thấp này, bộ tầm trung, bộ tầm cao không anh? Không, tất cả các bộ của anh ở đây cấu hình đều giống hệt nhau. Cấu hình đều giống hệt nhau. Tức đều, là đều sử dụng cái bay là Fanatec DD Pro. Bay Fanatec đây. Fanatec DD Pro. Đồ của anh thì là từ hãng gì anh nhỉ? Đây là có bay Fanatec này, đây là vô lăng Fanatec. Vô lăng Fanatec. Pedal cũng là Fanatec. Pedal Fanatec. Ừ. Thế nhưng mà thế cái bộ rig này thì sao hả anh? Bộ rig, rig này là được sản xuất bởi công ty lớn tài chính Performance. Nói đúng hơn là chính là bọn anh làm. Chính là bọn anh làm. Chính là bọn anh thiết kế và gia công thi công tại Việt Nam. Ủa, tại vì hôm trước thì em với cả anh Đạt ở bên em là cũng lắp một bộ tự DIY một bộ này, nhưng mà em phải công nhận là cái bộ của anh chất lượng thật đấy. Ừ. Nhưng mà cái đây là em biết là nhôm cũng chỉ có màu bạc thôi, nên là anh đem đi sơn lại hay là anh đặt custom nhôm ấy? Cái nhôm này là bọn anh đặt cái một số lượng rất là lớn tại Việt Nam, bởi vì cái 30 nhôm này nhôm 30. 30. Ừ, thì nó cũng không quá phổ biến. Sau đấy là bọn anh sẽ gửi đi nhà máy để người ta sơn tĩnh điện toàn bộ. Đấy. Oh. Còn tất cả những cái khung như thế này em thấy là bọn anh đều thiết kế, design, sau đấy cắt CNC ra. Đây là CNC hết hả anh? CNC hết. Cắt CNC hết, sau đấy là sơn tĩnh điện toàn bộ. Đấy. Có những cái titan này. Đấy, tất cả những cái bộ khung này là đều bọn anh đã design và nó khoảng 3 cái bộ prototype rồi. Nghĩa là 3 bộ giả lập rồi, à không phải, 3 bộ mẫu rồi. Thì bọn anh mới đến được cái phiên bản cuối cùng là cái phiên bản này. Là phiên final hơn. Đấy. Đúng không? Final đấy. Gọn gàng hơn. Anh có thể vào đây, anh có thể hỗ trợ em rất là giới thiệu qua về những cái thành phần mà kiểu khiến cho tạo nên cái bộ này thành một cái bộ trải nghiệm tuyệt vời không anh? Ừ. Thì đầu tiên ấy, chắc chắn là con base. Nghĩa là cái con motor này. Bình thường anh em chơi motor ấy, kiểu G29 ấy hoặc là Thrustmaster ấy, thì nó chỉ là cái bộ mà lái bằng dây đai thôi, hoặc là lái bằng gọi là cái gì nhỉ, bánh răng. Bánh răng. Nhưng mà cái mà chúng ta đang vặn đây chính là cái trục về motor, và nó là một con servo, motor servo. Ở trong kỹ thuật gọi là motor servo, nghĩa là motor bước. Đấy, đằng sau nó cài một loạt các loại cảm biến để ghi nhận cái chuyển động. Còn cái lực nó sinh ra ấy thì nó tính toán với cả cái bộ CPU của nó. Đấy, thì cái loại này phản hồi cái này nó không có trung chuyển, cho nên là nó rất là mượt, bởi vì mình vặn trực tiếp vào cái trục motor mà. Và nó không có contact, nghĩa là nó không có va chạm ở bất kỳ đâu hết. Đấy là cái đầu tiên. Cái tiếp theo thì là cái bộ pedal thì là của Fanatec. Nhưng mà có một cái đặc điểm nữa, đấy là bọn anh đã mốt lại cái pedal đó rồi. Mốt lại Đây, đấy là cái đây là pedal Fanatec mà bọn anh đã mốt lại rồi. Nghĩa là bình thường là nó bị nhẹ quá ấy. Thì bằng bằng cái kiến thức về cơ khí của bọn anh ấy, với cả xe máy ấy, thì mình làm như là cái này, damper. Đấy. Đấy. Đúng không? Còn bình thường là nó sẽ dùng lò xo là nó bật một phát, đây là cái damper. Thì tất cả các bộ này sẽ được trang bị cái loại damper như vậy. Và hai nữa là cái chân phanh ấy, cái load cell ấy, bọn anh đều có những cái lò xo tiêu chuẩn riêng của bọn anh. Chứ không phải là đây không phải đồ nguyên bản. Đồ nguyên bản rất khó dùng. Đấy, nghĩa là tất cả đều đã được chỉnh sửa hết rồi. Tức là chỉnh sửa hết để phù hợp với cho với cả những cái trải nghiệm thật nhất. Thật nhất. Bởi vì anh là người chạy xe thật, anh không phải là người chơi game. Cho nên là cái làm sao ấy mà để nó gần với thực tế nhất thì anh mới làm. Đấy. Đây anh em phải nhớ nhá, đây không phải là game, đây là eSport. Đấy. Còn cái ghế này sao anh nhỉ? Ghế này là ghế trên ô tô thật. Ghế ô tô thật ạ? Ghế ô tô thật, không phải ghế game. Ghế bucket seat của ô tô thật. Wow, thế là anh, lúc mà người ngồi vào nó sẽ vào form luôn đúng không? Vào form và cứng. Còn ghế game thì em để ý là có gập, nghĩa là có ngả lưng ấy. Nhưng mà cái ghế này thì hoàn toàn là không có. Và cái chân ghế cũng là bọn anh thiết kế. Đây, giới thiệu thử với cả anh em trước. Đây là cái ghế. Đấy, khoảng 5 cân thôi. Nó là ghế của ô tô thật chứ nó không phải là ghế đồ chơi. Nghĩa là cái rig của bọn anh ấy làm là tiêu chuẩn thật hết. Chứ anh bọn anh không ngồi những cái đồ chơi. Những đồ giả. Nó không phải là đồ game. Đây không phải ghế gaming mà đây là ghế cho xe hơi.
Đấy. Thế còn cái bộ, cái nếu mà bây giờ chưa tính về những cái gọi là Fanatec, đồ Fanatec đi, thì liệu rằng trong tương lai anh có ý định kiểu bán lẻ ra không? Bán kiểu anh sản xuất riêng và sản xuất như kiểu là cho người Việt Nam dùng không? Ở thời điểm hiện tại thì cũng rất nhiều các bạn không chỉ là Việt Nam đâu, mà nước ngoài cũng đã đặt những cái base này của anh rồi. Nhưng mà đồ này thì bọn anh đầy đủ hóa đơn nhé, bởi vì là tất cả các công ty ở trong nước họ đều sản xuất những cái này, bọn anh có vát hết mà. Đấy. Nhưng mà cái chuyện ship ra nước ngoài nó vẫn là một cái gì rất là khó khăn, cho nên hiện tại thì anh chưa xuất khẩu tốt được. Còn ở trong nước thì cái đơn đặt hàng ấy nó cũng đã có rồi. Đấy. Cho đến thời điểm hiện tại là bọn anh đã bán được khoảng 3 bộ. Đấy, 3 bộ như này. Thì giá thành một bộ như này đầy đủ tất cả mọi thứ, kể cả giá TV nhá. Cả giá TV. Cả giá TV. Thì nó rơi tầm 27-28 triệu, tùy cái nhu cầu của mình. Ví dụ như là mình không dùng DD Pro này hả, mà mình dùng con DD1 của Fanatec hoặc là Thrustmaster. Đây, anh em nhìn bộ đằng kia kìa. Nó cũng là một cái bộ mà sử dụng cái dây đai. Giống một Thrustmaster thì anh design riêng cho bạn khách là sử dụng cái bộ đó. Đấy. Tất cả mọi thứ đều có thay đổi, thậm chí là có khắc tên, khắc chữ cá nhân hóa vào đây được hết. Vì đây đơn giản là một công ty như kiểu là công ty Việt Nam mà chúng ta là người Việt Nam với nhau mà. Có thể liên hệ với nhau làm được. Thiết kế mà, cho nên là bọn anh có thể thay đổi. Đấy. Đấy. Nên là nếu mà khi mà anh em đặt một bộ này của anh ấy thì là anh em sẽ được modding thoải mái luôn. Theo nhu cầu của anh em luôn. Thích chữ gì, thích màu gì. Là bảo là không muốn cái này là màu đen thành màu đỏ, màu vàng, màu cam, nghĩa là phối màu theo tùy theo ý thích. Thì tất cả bọn anh đều cái đấy đều đáp ứng được. Bởi vì những cái này đều bọn anh sản xuất ra hết. Thế thì về thiết bị chơi thì anh dùng hiện tại đang là PC hay thiết bị gì anh nhỉ? Thiết bị thì 100% là anh dùng PS5. PS5 PlayStation 5. Thì cái PlayStation 5 thì nó rất là kinh tế, bởi vì là với 16 triệu hàng chính hãng thì em không thể nào build một cái PC mà có thể chạy được các game 4K trên PS5 như bây giờ. Đấy, đấy là cái mà rất là kinh tế, nhưng mà sau này chắc chắn anh cũng phải chuyển hết lên PC thôi. Vì là đa số mọi người cũng đang chơi trên PC và mọi người cũng sẽ nghĩ tới việc kiểu giá đỡ PC ấy, kiểu thì họ cũng sẽ suy tính về cái vấn đề đấy. Đúng rồi. Còn về em có một câu hỏi cuối cùng là sau thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có một cái câu lạc bộ đây, em thấy anh là một người rất là đam mê, rất là tâm huyết về vấn đề này. Thì trong tương lai thì anh có hướng tới một cái mục tiêu gì? Anh sẽ làm một cái giải trước mắt là toàn Việt Nam, nghĩa là một giải về eSports, về sim racing, trước mắt là về Việt Nam. Thì cũng rất cần những cái nhà mạnh thường quân tài trợ đấy để phát triển cái bộ môn này, bởi vì thực tế mà nói nó là một thứ rất là lành mạnh. Đấy, đúng. Nó rất là khỏe người và nó cải thiện được từ những cái chuyện thật cho đến lái xe thật cho đến là ảo. Và hai nữa là cái bộ môn này nó cũng không bị cuốn quá sâu vào, bởi vì là chơi cái này rất cần sức khỏe. Đúng rồi. Em không thể chơi cả một ngày được. Đấy. Tối đa những bạn khỏe nhất mà anh biết tại Việt Nam ấy là khoảng 4 tiếng chạy liên tục là maximum. Còn dân chuyên nghiệp ấy thì là 24/3 là 8 tiếng một người. Bởi vì người ta đã có những cái giải 24 giờ. Giải tức là giải 24 giờ. Giải 24 giờ chạy sim với nhau như Le Mans 24 ấy. Nhưng mà team của họ có 3 người. Có nghĩa là một người cũng không thể chạy 24 tiếng. Và nó là một cái mà anh nhận thấy nó rất là nhiều cái điểm lợi về mọi mặt. Thì anh sẽ muốn phát triển cái bộ môn sim racing này tại Việt Nam. Nhận nói là sướng lại cái Webay DD này em thấy khá là hay. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà em bây giờ mà em muốn mua cả cái bộ này đi, và không chỉ rig anh nhé, mà là AO, giải pháp AO luôn, là anh setup hết cho em, anh cái hết cho em, xong rồi anh bế nhà em rồi, thì khoảng bao tiền này? 120 triệu cả cái bộ này hiện tại đang này, bao gồm cả TV, tất cả mọi thứ, nhưng mà nó cũng rất tùy thuộc vào cái từng cái thành phần. Ví dụ như là cái vô lăng này thì có 8-9 triệu thôi. Đấy, nhưng mà rồi. Nếu mà em dùng một cái vô lăng mà như thế này, nó rơi khoảng tầm gần 30 triệu một cái vô lăng như này, thì cái bộ đấy nó sẽ lên thêm một tầm nữa. Đấy, nó rất nó thành một bộ mới. Ủa, cái bộ này không có nút gì ấy. Đấy, tất cả đây đều là nút mà. Đây là AB, XYZ, không, sẽ phải tự nhớ. Hoặc là tự có những cái nút ở đây này, có những cái nút TC này. Đấy. Còn đằng sau của nó ấy, thì nó là cần số nhưng mà magnetic, có nghĩa là dạng gọi là nam châm, chứ không phải là, nó rất là thật, nó rất là nảy. Đấy. Thì đây, nếu mà em muốn thì anh sẽ lắp cho em cái bộ này để em thử nhá. Không, cái này thì đây, em cầm vào cái vô lăng hộ anh. Nhấn vào đi. Ui, cái gì đấy? Nhìn nào đấy, bỏ tay ra để nó calibrate. Đây nó đang calibrate cái vòng xoáy. Vòng xoáy. Ui, nó có đèn mà led này. Thích thế. Rồi, chạy đi. Đạp ga đi. Ui, thế. Vô lăng
trông xịn sò. Ô, đèn led này. Lên rồi đấy. Ui, tức là không cần phải nhìn lên nữa thế này rồi. Mỗi cái vô lăng sẽ cho một cái cảm nhận khác nhau, hoàn toàn là khác nhau đấy. Vô lăng này anh có thể nói lại mức giá không anh? 30 triệu. 30 triệu cho một cái vô lăng anh em nhé, 30 triệu. Đấy, thế mà đây là đồ của Fanatec thì ok, em cũng biết qua rồi. Thì hôm trước em cũng có nói chuyện với cả mấy anh em bên VNM thì anh có phân phối đồ VNM không nhỉ? Có, sau này thì anh sẽ phân phối độc quyền cái đồ VNM tại Việt Nam. Thì VNM, chất lượng của VNM tuy là sản xuất ở Việt Nam mà rất là tốt đấy. Tốt, em cũng đã đi thăm qua xưởng của họ, em thấy là chất lượng cao rồi. Chất lượng rất là tốt đấy. Ok, rồi em xin phép tạm dừng một cuộc chơi đấy. Nãy giờ em lái mà làm thế này này. Nói chung hôm nay là một lại một ngày vui nữa của mình. Hôm trước thì mình thăm gọi là trụ sở của VNM, hôm nay thì mình được thăm trụ sở của LT Esports và LT Performance. Đấy, thì em thực sự cảm thấy là đây là một khu vực thực sự rất là tuyệt vời. Và nếu mà mọi người có cơ hội thì có thể qua để gọi là tham quan và đăng ký làm thành viên luôn được không? Có 5 triệu một năm thôi anh nhỉ? 5 triệu một năm nhưng mà để trải nghiệm thì cũng phải đăng ký trước. Đăng ký trước? Có nghĩa là để đăng ký trước là để trải nghiệm. Bởi vì là nếu mà để không có cho đăng ký thì anh em ùa lên bọn anh sẽ rất là khó kiểm soát. Bởi vì như em biết là tất cả những cái thiết bị này nó đều rất là lạ. Bấm linh tinh một cái là config luôn loạn xạ hết cả lên, bọn anh sẽ lại phải làm lại từ đầu. Có thể nó chưa hỏng ngay đâu, nhưng mà sau nó sẽ hỏng, cho nên là bọn anh kiểm soát rất là chặt cái chuyện mà ai sẽ ngồi vào đây. Nói chung ít nhất là bọn anh phải biết là ai đã. Đấy, phải có đăng ký thì bọn anh mới cho trải nghiệm. Còn đăng ký trải nghiệm thì hoàn toàn miễn phí. Còn đến đăng ký mà cũng không muốn nữa thì tốt nhất không nên trải nghiệm. Rồi, thế thì em rất là cảm ơn anh đã gọi là cho phép bọn em được trải nghiệm qua về cái bộ môn eSports này. Và đấy, cảm ơn anh em đã xem video này. Hẹn gặp anh em tại video tiếp theo nha. Chào. Chào.